Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả Tin nóng ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Bài Việt Nữ đã cho tự do Có những nội dung chính sau đây, mời quý vị cùng theo dõi Báo Công an Nhân dân, Chính phủ Việt Nam có chủ trương đàn áp đạo Dương Văn Minh. Công an Nghệ An xác nhận việc bắt người trong vụ phản đối phá đường dân sinh Hai cựu tư lệnh cảnh sát biển bị đề nghị án tù do bao che buôn lậu xăng dầu Thành phố Hồ Chí Minh chưa hủy kết quả trúng thầu đất tại Thủ Thiêm của hai doanh nghiệp còn lại. Hôm 12 tháng 7, báo Công an Nhân dân cho đăng bài viết của tác giả Quỳnh Vinh với nội dung tuyên truyền về chiến dịch xóa bỏ đạo Dương Văn Minh ở tỉnh Bắc Cạn. Điểm đáng chú ý là bài báo này lần đầu tiết lộ chính sách của chính quyền Trung ương Việt Nam đối với đạo Dương Văn Minh dưới tên đề án số 78 được ban hành vào năm 2021 và có mục tiêu nhằm xóa bỏ hay đàn áp tận cùng đạo dương văn mình, một tôn giáo địa phương với tín đồ chủ yếu là người Hờ Mông thiểu số đến năm 2023. Một địa phương khác có tín đồ theo đạo dương văn mình là Cao Bằng cũng đã đưa mục tiêu ngăn chặn, xóa bỏ tín ngưỡng này vào trong nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội từ năm 2020 tới năm 2025. Bình luận về việc chính phủ Việt Nam ban hành chính sách tiêu diệt Đạo Dương Văn Minh, một vị luật sư nhân quyền giấu tên từ Việt Nam nhận định với AFA qua tin nhắn như sau: "Việc nhà nước Việt Nam ban hành chính sách xóa bỏ Đạo Dương Văn Minh là vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân, thể hiện việc nhà nước này sẵn sàng chà đạp lên chính hiến pháp, pháp luật mà họ ban hành ra. Nếu là một nhà nước biết chăm lo, biết nghĩ cho người dân" chính quyền phải có trách nhiệm giúp đỡ, hướng dẫn người dân để họ đăng ký hoạt động. Họ lập ra đề án như vậy rõ ràng là muốn xóa bỏ, không muốn thừa nhận đạo Dương Văn Minh. Ngay sau khi xảy ra vụ xô xát vào sáng ngày 13 tháng 7 giữa người dân tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và lực lượng công an, cảnh sát cơ động do phản đối về việc phá bỏ con đường dân sinh ở địa phương, vào chiều tối cùng ngày. Công an tỉnh Nghệ An ra thông cáo báo chí về vụ việc này. Thông cáo báo chí cho biết, số người dân địa phương bị bắt là 10 người theo các cáo buộc chống đối lực lượng chức năng và bắt giữ một công an, làm năm công an khác bị thương. Thông cáo báo chí của công an tỉnh Nghệ An không đề cập đến cáo buộc của người dân cho rằng nhiều người trong số họ bị đánh đập, người bị thương không được cho ra khỏi làng để đi bệnh viện chữa trị. Hai cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển Lê Văn Minh và Lê Xuân Thanh bị đề nghị mức án tù từ 15 đến 17 năm do nhận hối lộ để bảo kê cho trùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu. Truyền thông nhà nước ngày 14 tháng 7 dẫn đề nghị như vừa nêu của đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Bộ đội Biên phòng sau hai ngày xét hỏi tại phiên tòa xử những quan chức cảnh sát biển và chỉ huy biên phòng liên quan vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam do Phan Thanh Hữu cầm đầu mức án 15 đến 17 năm mà viện kiểm sát đề nghị cho hai ông cựu tư lệnh cảnh sát biển vùng được nói vì vụ án có tính chất nghiêm trọng, hành vi nhận hối lộ của họ làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của công an quân đội Việt Nam. Ông Nguyễn Thế Anh, cựu chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, bị đề nghị tù chung thân về tội nhận hối lộ và 1 2 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép, tổng hợp hình phạt là chung thân. Bà Phan Thị Xuân, và ông Lê Xuân Thanh bị đề nghị 24 đến 36 tháng tù treo. Quyết định hủy kết quả trúng thầu đất tại Thủ Thiêm của hai công ty Dream Republic và Shin Mega vẫn chưa được ký ban hành dù đã quá hạn 180 ngày nộp tiền theo quy định Truyền thông nhà nước dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi rằng việc quyết định hủy kết quả trúng đấu giá không phải việc có thể làm trong ngày 1, ngày 2. Trên cơ sở tiến độ tham mưu của các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ ra quyết định theo đúng quy trình. Vừa qua, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh nói rõ ngày 6 tháng 7 là thời hạn cuối để hai doanh nghiệp trên phải đóng tiền thuế đất nếu hai doanh nghiệp này không thực hiện nộp số tiền hơn 8.000 tỷ đồng vào ngân sách. Coi như hợp đồng ký kết trúng đấu giá hai lô đất bị hủy cùng với số tiền chậm nộp, tiền đặt cọc trước đó cũng bị mất. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin ngày mai, cũng ngay trên kênh Youtube và Facebook của Bài Việt Ngữ đã cho tự do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.